Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa có công văn về việc đăng tải thông tin các dự án bất động sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng, bán và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh quý tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong 55 dự án, có 19 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản. Một số dự án tại thành phố Hòa Bình như khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, nhà đầu tư trúng thầu là tập đoàn Zelesimco công ty cổ phần. Khu đô thị mới Hòa Bình Zelesimco tại phường Thịnh Lan, phường Tân Hòa và khu đô thị sinh thái Trung Minh Zelesimco của nhà đầu tư trúng thầu là liên danh tập đoàn Zelesimco công ty cổ phần và công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội. Khu dân cư Thịnh Lan của nhà đầu tư trúng thầu liên danh Sudico Hòa Bình. Khu đô thị mới sông Đà Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, nhà đầu tư trúng thầu là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị sông Đà. Khu nhà ở Thăng Long Xanh tại xã Phúc Tiến của liên danh công ty cổ phần Thăng Long Land, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Hưng và công ty cổ phần phát triển đô thị An Thịnh. Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến do liên danh công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế SEIKA, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Nam Hà Nội, công ty cổ phần Vinaconex 39. Dự án nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua, giai đoạn 2, phường Hữu Nghị, nhà đầu tư trúng thầu là công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp. Tại huyện Lương Sơn có 5 dự án, gồm khu nhà ở Suối Xếu, liên danh công ty cổ phần Phúc Nguyên số 1 Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long, làng sinh thái Việt Xanh của công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn, khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Lương Sơn, liên danh công ty cổ phần tập đoàn IUC và công ty cổ phần xây dựng số. Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn, liên danh công ty cổ phần đầu tư Vinco Hòa Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Hưng và công ty cổ phần phát triển đô thị An Thịnh, khu dân cư tại tiểu khu 1, liên danh công ty cổ phần tập đoàn IUC và công ty cổ phần xây dựng số 7. Cũng theo Sở Xây dựng, tính đến hết quý tháng 2 năm 2023, có 36 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đấu giá quyền sử dụng đất chưa đủ điều kiện mở bán. Có thể kể đến như dự án khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp sinh thái tại xã Mông Hóa, Wellham Chanlick tại Hồ Dụ, xã Mông Hóa, TP, Hòa Bình, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại TP, Hòa Bình, Sakana Spa và Resort Hòa Bình, khu vui chơi giải trí cao cấp suối khoáng Kim Bôi tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung, huyện Đà Bắc, khu nhà ở cao cấp Dầu Khí Hòa Bình của công ty cổ phần đô thị sinh thái Dầu Khí tại huyện Lương Sơn, khu nhà ở cao cấp Tân Vinh tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, khu nhà ở Tiến An, khu đô thị Phúc Tiến, khu nhà ở đô thị phường Dân Chủ tại TP, Hòa Bình. Theo Sở Xây dựng Hòa Bình, để tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch, đảm bảo phát triển lành mạnh ổn định của thị trường bất động sản, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã công văn cảnh báo và đăng tải thông tin các dự án bất động sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng, bán và cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh quý tháng 2 năm 2023.